Hello, hello tất cả quý anh chị em rất là thân mến. Thì bây giờ em lên một cái clip thứ hai cho anh chị em xem. Thì hiện tại là em mới vừa về được khoảng chừng gần 80 con chim hút mật 7 màu. Anh chị em nào mà mua giá sỉ, ví dụ như là mua 5 con nha. Mua 5 con giá là 185k, mua 10 con giá là 180k và mua 20 con giá là 170k. Đó. Thì em về đâu đó nó tầm tầm nó khoảng chừng gần 80 con nha anh chị em nha. Thì hiện tại em mới vừa cho nó ra đây để mà cho nó ăn uống tắm rửa cho nó sạch sẽ. Đó thì anh chị em nào mà có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp giùm em cái số điện thoại bên cái góc dưới màn hình nha. Còn bây giờ là em sẽ review cho anh chị em xem một cặp chim họa mi trống mái nha. Chim họa mi trống giá là 1,4 triệu nha, chim bổi nha, ăn kém cứng nha, hót nhiều nha. Đó, không bị lỗi mắt móng mỏ tay chân nha. Rồi họa mi mái xòe giá là 900k. Bây giờ em sẽ quay cho anh chị em mình xem. Đó, 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 đó anh chị em nghe thấy cái con hoàng minh hot chưa? Đó. Rồi, để bây giờ em review cho anh chị em xem cái con hoàng minh mái trước nha. Mẫu xòe to đẹp nha. Rồi đây nè mọi người ơi, thì đây là cái con họa mi mái mà em nói ha, chim bổi nha anh chị em nha. Chim bổi mẫu phải nói là xòe cũng khá là to. Bộ cũng to ha, xùy rất là hay. Thì anh em có thể về nuôi kích trống hoặc là anh chị em có thể về nuôi sinh sản cũng rất là hợp lý nha. Đó, chim họa mi mái nha, giá là 900k, mẫu xòe bảo hành mắt móng mỏ tay chân cho anh chị em nha. Đúng một con mái này thôi nha anh chị em nha, một con mái duy nhất thôi. Đó. Ủa, đó 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 anh chị em nghe thấy con họa mi trống hết không? Bây giờ sẽ review cho anh chị em xem, đừng có vội nóng lòng nha anh chị em nha. Bữa nay giá rất là mềm luôn nha anh chị em nha. Rồi đây là cái con họa mi trống mà em nói, con này là chim bội lỡ nha anh chị em nha, bội lỡ nha, bạo hành mắt móng mỏ tay chân cho anh chị em nha. Và đã hót nhiều rồi, chim này hiện tại là đang cho ăn cám gà con đó. Giá là 1,4 triệu nha anh chị em nha, giá là 1,4 triệu. Còn chim mái hồi nãy em có thưa với anh chị em á là chim mái giá là 900k, chim trống là giá 1,4 triệu đó. Chim này thì đã hót nhiều rồi, anh chị em khỏi cần phải hỏi là Thành ơi nó hót hay chưa. Đó, em bao cho anh chị em hót nhiều. Cái thứ nhất có thể test tại nhà ha, test tại nhà anh chị em nào mà có sử dụng cái điện thoại smartphone đó, đó tới đây mở lên trên YouTube ha, bấm vô cái tiếng chim họa mi mái, bảo đảm không hót em hoàn tiền gấp 3 nha. Đó, chim trống mới hót nha, còn chim mái là nó xùy nha. Chim mái là nó xùy như thế này nè, để em xùy cho nghe nè. Đó, cái này là cái con chim trống nó hót tiếng gà gáy ỏ o, còn con chim mái là nó cứ chiêu chiêu nha mọi người nha. Chiêu 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 đó, cho nên là giá nó rẻ. Mái là giá là chỉ có 900k thôi, còn chim trống là giá 1,4 triệu nha anh chị em nha. Chim trống giá là 1,4 triệu. Đây nè, đó. Mà nó nãy giờ nó không chịu lên cầu mọi người, do là biết sao nó mới vừa về. Em thả nó ra học như thế này nó hơi nhát tí xíu, để em thứ nhất là em sẽ tăng cái độ sáng và thứ hai em zoom lớn lên cho anh xem. Úc, nó đục đục dã man luôn, đục cái học đó. Biết sao không? Em đang đứng đối diện nó mà em xì cho nên là nó không dám hót. Nhưng mà em đi vô trong nhà nha, em mở cái tiếng máy lên là nó hót nha, bạo hành hót nha. Đó, thậm chí là anh chị em có thể có thời gian nha, rảnh ghé bên nhà em ha, đó xì cái tiếng máy lên là hót ha. Thì em cũng nói sơ ha, cái gì nè, ở đây là những cái dòng chim ở đây em bán ra là em không có bao ship nha anh chị em nha. Đó, anh chị em thông cảm nha. Đó, giá thì em đã báo trên cái clip rồi, anh chị em có nhu cầu cứ alo trực tiếp giùm em cái số điện thoại bên cái góc dưới màn hình nha mọi người nha. Rồi, bye bye và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo nha mọi người nha.